Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em của mình. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về một chủ đề mình luôn rất là thích muốn chia sẻ đến với các anh em. Như mọi người đã biết thì trong cái việc chơi nước ngoài thì mỗi người có một gu chơi. Có những người thích mua full line, có nghĩa là mua full cái dàn, một cái dòng nước ngoài của nhà nước ngoài đó. Có những người thì thích chơi những dòng luxury đắt tiền. Còn đối với mình thì mình thích tìm những chai độc, lạ và nếu có thể là rẻ. Bởi vì như mọi người đã biết thì độc và lạ thì sẽ phải đi kèm với order hàng về. Và đôi khi những chi phí phát sinh nó cũng sẽ ngang ngửa với một chai nước hoa bán phổ thông Việt Nam. Thế nhưng cái quan trọng ở đây là cái giá trị mùi hương nó sẽ mang lại đến cho chúng ta một cái gì đó, một trải nghiệm mới, một cái gì đó, một cái sự khám phá mới đó. Thì ở trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em top 10 chai nước hoa ngon, bổ và nếu có thể là rẻ. Bởi vì sẽ có những chai nước hoa muốn sở hữu chúng ta sẽ phải order. Và ở đây thì mình cũng sẽ cố tìm những chai nước hoa có sẵn ở thị trường Việt Nam đó, để làm sao phục vụ cho các anh em có một cái nền tảng hoặc lực kinh tế không phải là mạnh, mà chúng ta luôn muốn có một cái bộ collection nước hoa mùi hương đẳng cấp, không bị đụng hàng và rất là sang, với một cái số tiền chúng ta bỏ ra không phải là quá nhiều đó. Đấy là cái tiêu chí của mình luôn muốn hướng đến với các anh em. Và nếu như các anh em muốn tìm hiểu một sản phẩm nào full hoặc là chiết thì hãy vui lòng click vào đường link mà mình để ở bên dưới phần mô tả hoặc là trên các tài khoản Facebook, Instagram. Và nếu tới đây thì mình sẽ chuẩn bị cho cả Shopee nữa. Rất là mong các anh em ủng hộ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Ví dụ 10 đây là một mùi hương, khi mình nói đến nó thì mọi người luôn luôn so sánh nó với Creed Aventus. Thậm chí là có rất nhiều các anh em khi mình inbox hỏi mình thì có luôn luôn có một câu hỏi rằng nó có giống với Creed hay không. Đối với căn điểm của mình thì mình không bao giờ mình so sánh nó với mùi hương huyền thoại của nhà Creed, mà mình chỉ muốn hướng đến rằng sau khi mà xịt nó thơm hay không, nó thú hay không, nó độ bám mùi có tốt hay không. Thì với một số các anh em sau khi mà mua chai nước hoa này thì sau khi mà xịt thì đa phần đều comment lại với mình là mùi rất ok. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến chê, đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Và chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Afnan, nó có tên là Supremacy. Có rất nhiều ý kiến về chai nước hoa này, thế nhưng dựa trên quan điểm của mình, nếu như các anh em nào cách nhất kinh tế không phải là quá là dư giả, chúng ta cần một cái mùi hương đa dụng, dễ dùng, đặc biệt là trong cái mùa thu đông tới đây, thì Afnan Supremacy là một trong những lựa chọn mình nghĩ là không hề tệ. Nó không phải là một trong những best choice, thế nhưng nó không phải là một trong những ý kiến tệ choice. Đó là cái quan điểm của mình. Và cộng thêm là cái sự có sẵn ở thị trường Việt Nam thì mình nghĩ rằng các anh em nếu mà chúng ta không có nhiều điều kiện mà kinh tế cũng nên tham khảo chai nước hoa này. Đó ở vị số 10 Supremacy. Ở vị trí số 9 đây là một sản phẩm của nhà Lacoste. Chai nước hoa mình nói đến ở đây đó là Lacoste L'Homme. Đây là chai nước hoa có vài điểm mà mình muốn nói đến. Đầu tiên mùi hương của nó không phải là mới lạ, nó không phải là độc đáo. Nó có một cái nét tương đồng với Dolce & Gabbana The One. Không hẳn là giống 100% nhưng cái phong cách mùi hương của nó là giống với chai The One. Và cho nên mùi hương của nó không phải là lạ. Thế nhưng ở đây chúng ta sẽ cần phải nói về khía cạnh kinh tế. Nếu như các anh em nào thích một cái mùi hương đa dụng, mùi hương đa dụng, một mùi hương thu hút giống như The One, và cái nữa là độ bám của nó rất là tốt. Chai hoa này về độ tỏa thì mình nghĩ là không phải là xuất sắc, nhưng độ bám của nó thì rất là tốt. Như mình xịt sử dụng trên da của mình, mình xịt bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng bắt đầu mình đi làm và cho đến tầm khoảng 6 rưỡi 7 giờ tối thì mình về thì mình vẫn cảm nhận được cái mùi hương nó bám vào trên da, mặc dù là nó chỉ hơi nhẹ nhàng mà thôi, nhưng đấy cũng là một cái hiệu năng rất là tốt của một chai nước hoa bình thường chúng ta mong muốn. Vậy mình nhắc nhở ở đây, mình nhắc lại ở đây đó là nếu như các anh em nào yêu thích một cái mùi hương đa dụng cũng rất là nam tính, cũng rất là thu hút sexy giống như cái mùi hương của Dolce & Gabbana The One, nhưng chúng ta muốn bỏ ra một số tiền ít hơn thì Lacoste L'Homme là một trong những gợi ý mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó ở vị số 9. Vị trí số 8 là một mùi hương mà video trước mình đã từng nhắc đến nó, đó là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo F-Like. Như mình đã nói ở đây thì chai nước hoa này được chế tạo ra bởi Olivier Paul. Đây là perfumer hiện tại của nhà Chanel. Thì chúng ta biết là cái sự thu hút mùi hương này là như thế nào. Đây là chai nước hoa có một chút nét gì đó của Chanel Eau de Parfum, của Lanvin de Lhomme, với lavender, như cả Tonkabin nữa.
Thế nhưng đây là cái mùi hương rất rất là tuyệt vời. Nếu như chúng ta thích một cái mùi hương ngon bổ rẻ độc lạ thì Salvatore Ferragamo F Black là cái ý mình muốn giới thiệu đến cho anh em ở vị số 8. Ở vị trí số 7, okay, một sản phẩm của nhà Roberto Capli, Warmer. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Chúng ta hãy nhìn một chai nước hoa có giá không phải là quá đắt, thế nhưng hãy nhìn độ tinh xảo của họ khi mà họ làm chai nước hoa này rất rất là đẹp. Thực sự là mình đánh giá rất là cao về cái độ tinh xảo của chai nước hoa này. Thực ra mà nói thì như mình đã từng nói một lần, mùi hương của chai nước hoa này thì có những người thì cho rằng là nó hơi dừ, thế nhưng đối với mình thì mình lại thích cái mùi hương này, đặc biệt là trong những ngày lạnh. Những ngày lạnh, càng lạnh thì càng xịt chai nước hoa này sẽ rất là ok. Ngọt nhưng mà không quá nồng, không quá gắt, ngọt nhưng mà vừa phải. Mình nghĩ rằng ví dụ trong những ngày Noel chẳng hạn mà chúng ta đi chơi với các bạn gái và xịt mùi hương của Roberto Capli Uomo này thì nó là một cái câu chuyện khá là thú vị. Do đó nếu như các anh em muốn khám phá một cái mùi hương độc lạ thì đây cũng rất đáng để tham khảo. Đó là vị trí số 7. Ở vị trí số 6 là một sản phẩm của nhà Anzaro, nó có tên là Visit. Đây là chai nước hoa gỗ, đặc biệt là phong cách gỗ đơn giản, không quá là nồng nàn nhưng nó rất là nam tính, nó rất là thu hút. Thì Anzaro Visit là một trong những chai nước hoa mình luôn luôn rất là thích khi mà mình sử dụng. Nhà Anzaro này thì mình nghĩ rằng nó xứng đáng được xếp vào những nhà nước hoa luôn luôn bị đánh giá, có nghĩa là thấp hơn so với cái năng lực thực tế của họ. Thế thì nhà này có rất nhiều chai nước hoa rất là thú vị, thế nhưng mà điều đáng tiếc là không được nhiều người, đặc biệt là ở Việt Nam, không, đặc biệt là Việt Nam thôi chứ ở nước ngoài thì mình nghĩ là khác. Việt Nam mình thì nhà Azaro không được đánh giá quá cao, đấy là một điều khá đáng tiếc. Nhưng mà mình nghĩ là các anh em nếu mà có gì phải nên thử chai nước hoa Azaro Visit, mình nghĩ là sẽ có một số lượng các anh em thay đổi cái quan điểm đánh giá về nhà nước hoa này. Đó, ở vị trí số 19, 7, 6, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5, chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Halloween, Halloween Man X. Mùi hương của cà phê, của rượu và của đậu tonka. Mình nhớ không nhầm có cả đậu tonka, thế nhưng với mùi cà phê rất rất là ok. Mùi hương này hiện nay thì rất là nhiều các YouTuber hoặc là trên Fragrantica đánh giá rất là cao mùi hương này. Do đó không phải nó ngẫu nhiên, nó không phải ngẫu nhiên được đánh giá cao. Mùi hương này không bị đụng hàng, thu hút, rất là thú vị. Các anh em nếu mà có hứng thú, ta hãy cũng nên thử chai nước hoa này Halloween Man X cà phê, đặc biệt là mùi cà phê rất là rõ ràng ở chai nước hoa này. Ở vị trí số 4, Rochas, một mùi gần với cappuccino. Mình không nghĩ rằng đây là một mùi của cappuccino, thế nhưng mà mùi hương này rất là đáng để xịt đi hẹn hò với một cái hiệu năng mùi khá là hạn chế. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Với một cái hiệu năng mùi khá là hạn chế thì mình không nghĩ rằng chai nước hoa này có thể dùng được cả ngày. Thế nhưng vào cái buổi tối chẳng hạn, chúng ta thích một cái mùi hương ngọt thơm và thu hút, đảm bảo được trong khoảng tầm từ 3 tiếng đổ lên 3 đến 4 tiếng thì Rochas Man và cái mùi hương như thế. Các anh em nào mà đang ví dụ đang hẹn hò ấy, thì chúng ta nên tham khảo của mùi hương chai nước hoa này. Đó, ở vị trí số 4. Ở vị trí số 3 đó là Versace Dreamer. Mình thì mình không biết là các anh em thế nào, thế nhưng mình luôn thích mùi hương chai nước hoa này. Đấy là cái sự thật mình muốn nói đến các anh em. Cái mùi hương nó thật là không nhiều nhà nước, không nhiều chai nước hoa có cái mùi hương như thế này. Thuốc lá oải hương khá là thú vị, thì chúng ta sử dụng nó trong ngày thu đông để đi hẹn hò. Mình nghĩ là dùng để đi hẹn hò cái chai nước hoa này là hợp nhất, rất là ok.
ở vị trí số 3, Versace Dreamer. Cuối cùng, ở vị trí số 2 và 1 là bộ đôi sản phẩm của nhà Banana Republic. Mình thì mình không PR chai nước hoa của nhà nước hoa này, nhưng thực sự mà nói thì chúng ta nên có một cái trải nghiệm thử bộ đôi sản phẩm của nhà nước hoa này. Nó rất là ok. Đó là hai chai nước hoa Dark Cherry and Amber, và chai nước hoa thứ hai đó là Tobacco and Tonkamin. Đây là ngoại hình của em nó. Ok, với Dark Cherry and Amber, đây là cái mùi hương cherry, quả cherry ngọt và hơi ngậy. Các anh em nào nếu mà như mình đã nói ở video trước, chúng ta không thích gỗ, chúng ta không thích da thuộc, mà chúng ta thích có thể là một mùi hoa quả hoặc là cái mùi của thức ăn nào đó, thì Dark Cherry and Amber chính xác là cái mùi hương như thế, và Tobacco and Tonkamin. Nếu như để xếp một phân khúc nước hoa thuốc lá thuộc loại xuất sắc, mà chúng ta không nói đến cái chuyện giá thành ấy, Tobacco and Tonkamin này nó sẽ được nằm trong cái list như thế, có thể là thứ 10 hoặc thứ 9, cái đấy thì tùy theo cái cảm nhận của mỗi người. Thế nhưng đây là một chai nước hoa xuất sắc về mùi hương thuốc lá, rất rất đáng để trải nghiệm. Đó, đấy là những cái gì mình muốn nói về chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em top 10 chai nước hoa mùi xứng đáng với cái giá tiền chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu nó. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.